Chào mừng quý vị và các bạn đến với buổi quay thử tham khảo kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ bảy ngày 11 tháng 2 năm 2023 của Mạnh Vlog 1. Hôm nay mình quay gồm có 4 đài: đài Thành phố Hồ Chí Minh, đài Long An, đài Bình Phước và đài Hậu Giang.